Chiều ngày 9 tháng 5, cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng y tế của Sở Y tế đã tổ chức tiếp nhận 143 công dân gồm 56 nam, 87 nữ trở về từ Nhật Bản và Canada thực hiện cách ly để giám sát dịch bệnh COVID-19. Ngay khi công dân về tới nơi, lực lượng tiếp nhận đã nhanh chóng làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với 100% công dân ổn định nơi ăn ở. Trước khi đón các công dân trở về cách ly tập trung, đoàn 126 đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho các công dân trong suốt thời gian cách ly tại đơn vị, tổ chức phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh, phòng ở, khu vực xung quanh doanh trại. Các trang thiết bị y tế, khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cách ly. Trong thời gian cách ly tập trung, toàn bộ số công dân sẽ được phục vụ ăn uống tại chỗ. Mọi nhu cầu cần thiết sẽ được sự hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Hàng ngày, nhân viên y tế sẽ kiểm tra thân nhiệt cho các công dân 2 lần, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực cách ly, đồng thời theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các công dân để kịp thời xử lý khi các công dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây chéo tại cơ sở cách ly.